Chào mừng tụi con quay trở lại với tiết học Data Study bộ môn công nghệ lớp 8. Thì tiết trước mình đã đi tìm hiểu về những cái lý thuyết của bản vẽ chi tiết hoặc là biểu diễn phần ren. Thì nội dung của bài hôm nay mình sẽ đi đọc thực hành đọc các bản vẽ chi tiết có ren. Thì để có thể làm tốt được cái phần thực hành của ngày hôm nay thì cô sẽ cho tụi con chơi một cái trò chơi gọi là trò chơi ô chữ ha. Thì khi mà cô đưa cái câu hỏi của mỗi câu thì tụi con tự suy nghĩ trong đầu cái đáp án, rồi sau đó cô sẽ đưa cái đáp án ha, coi thử là cái suy nghĩ của con nó có trùng hợp với cái đáp án của cô hay không. Thì đối với câu 1 thì câu 1 nó có 3 ô, ba cái từ ha. Rồi thì nội dung của câu 1 sẽ là mối ghép giữa bu lông và đai ốc gọi bằng gì, hoặc là người ta ghép bu lông và đai ốc bằng cái gì. Như vậy thì có một cái ở phần lý thuyết mình đã biết rồi, để ghép nối các chi tiết lại với nhau thì người ta sử dụng những cái chi tiết có gì rồi có ren. Do vậy đáp án của mình sẽ là ren. Qua câu hỏi số 2 thì nó sẽ có 7 ô chữ. Thì câu hỏi của câu hỏi số 2 đó là đường đỉnh ren và giới hạn ren nhìn thấy được vẽ bằng nét gì? Để là nét gì được không? Nét gì mà nó sẽ có 7 chữ cái. Đường đỉnh ren và giới hạn ren của ren nhìn thấy được vẽ bằng nét gì? Đáp án của mình sẽ là nét liền đậm. Rồi câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 sẽ có 3 chữ cái. Câu hỏi của nó là các đường đỉnh ren chân ren được che khuất bị che khuất được vẽ bằng nét gì? Nét gì được không? Nét đất, đúng không? Mà cụ thể là nét đất mảnh. Ở đây cô chỉ dùng cái từ là nét đất mà thôi. Rồi câu số 4 gồm 8 chữ cái. Đường chân ren của ren nhìn thấy được vẽ bằng nét gì? Đường chân ren được vẽ bằng nét gì tụi con ha? Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh, đúng không? Rồi câu cuối cùng gồm 5 chữ cái. Ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết được gọi là ren. Câu này quá đơn giản ha, được gọi là gì? Được gọi là ren ngòi, đúng không? Rồi đó là về phần chơi ô chữ để mình có thể củng cố lại một phần kiến thức của cái nội dung bài hôm trước mình đã học. Giờ mình sẽ đi qua nội dung của bài hôm nay, đó là thực hành đọc các bản vẽ chi tiết. Thì để có thể đọc được kỹ cái phần kích thước cũng như là các loại ren thì cô sẽ cho tụi con các ký hiệu được sử dụng trong phần vẽ kỹ thuật đối với những chi tiết có ren ha. Thì ở chương trình công nghệ lớp 8 người ta sẽ đưa ra cho tụi con là 3 loại ren, và mỗi loại ren sẽ được ký hiệu khác nhau trong phần vẽ kỹ thuật. Ví dụ như ren hệ mét, đúng không, thì người ta ký hiệu chữ m. Ren hình thang ký hiệu là tr, và ren vuông ký hiệu là sq, đúng không? Và mỗi cái loại ren nó sẽ có kích thước đi kèm. Bây giờ cách người ta sẽ ký hiệu ren trong cái phần vẽ kỹ thuật đó là cách ghi một cái ren, nó sẽ ghi đó là ký hiệu d nhân cho b. Ký hiệu có nghĩa là một trong ba ký hiệu này m, tr hoặc là sq, d và b. Trong đó d là gì? Trong đó d là đường kính của ren và b đó là kích thước của bức ren, đúng không? Có nghĩa là giữa hai cái đỉnh ren này nè, đúng không, nó cách nhau bao nhiêu người ta gọi là kích thước bức ren. Giờ còn đường kính ren là đường kính ren là cái phần d, có nghĩa là đường kính của cái vòng tròn ren á, được chưa? Bây giờ cô sẽ đưa ví dụ này. Và trước khi ví dụ cô biết ha, ngoài ra đối với ren nó còn có một cái đặc điểm đó là hướng xoắn của ren. Nếu mà ren nó có hướng xoắn về phía bên trái thì nó sẽ có chữ LH ở cuối. Còn nếu mà hướng ren xoắn về hướng bên phải thì nó sẽ không còn ghi cái gì hết. Bây giờ cô sẽ đưa ra cho con ví dụ. Ví dụ như sau này tụi con đọc một cái bản vẽ kỹ thuật, rồi con thấy tại cái
phần vẽ của ren nó ký hiệu là M20 nhân 1. Thì con biết là đây là thuộc về ren hệ hệ mét bởi vì ký hiệu của nó là M, đúng không? Đường kính ren của nó sẽ là 20 và kích thước bức ren sẽ là 1. Và con thấy là ngoài đây nó không có ghi cái chữ LH, như vậy thì mình sẽ biết là ren này sẽ hướng về phía bên phải. Đó là cách để đọc một cái chi tiết có ren trong bản vẽ kỹ thuật nha. Bây giờ mình sẽ đi đọc từng cái bản vẽ của nó. Thì nội dung của bài tập hành hôm nay mình sẽ đi đọc một cái bản vẽ như trên cái video mà tụi con đang quan sát, đúng không? Thì trình tự đọc một cái bản vẽ chi tiết sẽ theo trình tự nào không biết là tụi con có nhớ hay không ha. Rồi, để đọc được một cái bản vẽ chi tiết, và cụ thể là bản vẽ của mình sẽ là bản vẽ có ren, thì nội dung mình đọc đầu tiên đó là khung tên, đúng không? Thì trong phần khung tên này mình sẽ đọc phần thứ hai là sẽ đọc hình biểu diễn, thứ ba là thước, thứ tư là yêu cầu kỹ thuật và thứ năm là tổng hợp. Thì trong mỗi nội dung này nó sẽ có từng nội dung nhỏ mà mình cần phải đi đọc được. Thứ nhất, đối với phần khung tên mình sẽ đọc ba nội dung, đó là tên chi tiết, vật liệu và tỷ lệ. Thứ hai là phần hình biểu diễn, mình sẽ đi đọc tên gọi của hình chiếu cũng như là vị trí của hình cắt nằm ở hình chiếu nào. Thứ ba là kích thước, thì đối với kích thước tôi con phải đọc được hai loại kích thước là kích thước chung của chi tiết, ví dụ như chiều rộng, chiều cao, đường kính lớn. Còn cái kích thước của phần chi tiết là tụi con phải đọc, có nghĩa là trong cái từng cái chi tiết của mình nó có những cái phần nhỏ thì con phải đọc được những cái kích thước đó, ví dụ đường kính lỗ nhỏ rồi đó, hay là kích thước của ren, được chưa? Về cầu kỹ thuật thì nó có hai phần, đó là gia công và xử lý mặt, và cuối cùng phần tổng hợp nó sẽ có hai nội dung mà tụi con cần phải đọc được, đó là mô tả hình dạng và cấu tạo bên ngoài của chi tiết, thứ hai là nêu công dụng của chi tiết. Thì đây là toàn bộ cái nội dung mà mình cần phải đọc được đối với một bản vẽ chi tiết có ren. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu. Rồi, nội dung thứ nhất mình cần phải đọc được đó là khung tên. Thì nhìn vào cái bản vẽ phía đây, mình sẽ đọc ba nội dung. Đầu tiên, cái chi tiết mà mình đang biểu diễn đó là gồm có ren, vật liệu làm bằng gì được không? Làm bằng thép. Sử dụng tỷ lệ là bao nhiêu ha? Sử dụng tỷ lệ là 1:1. Đó là nội dung thứ nhất. Thì mình sẽ qua nội dung thứ hai, đó là trình tự đọc. Nội dung thứ hai là đọc về hình biểu diễn. Bây giờ nhìn vào hai hình biểu diễn này, tụi con sẽ đọc được tên hình chiếu, và đây sẽ là hình chiếu gì và hình chiếu gì. Đây sẽ là hình chiếu cạnh, đúng không? Và ngoài ra cái hình cắt này nó sẽ nằm trên hình chiếu đứng, đúng không? Như vậy thì hình biểu diễn này nó sẽ thể hiện được hình chiếu cạnh và hình chiếu đứng, và trong đó hình cắt nó sẽ nằm ở vị trí của hình chiếu đứng. Tụi con thấy cái phần gạch gạch này nó nằm ở hình chiếu đứng, đúng không? Đây là vị trí của hình chiếu đứng, đúng không? Được không? Rồi, nội dung thứ ba đó là kích thước. Bây giờ nhìn vào đây, người ta nói của kích thước chung của vật thể này, của chi tiết này là bao nhiêu? Kích thước chung của nó là rộng là 18, đúng không? Dày là 10. Còn kích thước của từng chi tiết, mình thấy là đầu lớn của nó sẽ có đường kính là 18, đầu bé sẽ có đường kính là 14. Ngoài ra mình thấy là phần này nó đang biểu diễn cho phần ren, đúng không? Vậy thì kích thước ren mình thấy người ta ký hiệu là M8 nhân 1. Vậy thì đây là ren hệ mét, có đường kính ren là 8 và bức ren là 1, đúng không? Đó như cách mà mình đã cô đã giới thiệu cho con ở đầu cái video. Rồi, nội dung thứ tư đó là yêu cầu kỹ thuật. Nhìn đây thì quá dễ, đúng không? Yêu cầu kỹ thuật nó sẽ có hai bộ phận: gia công sẽ là tối cứng, còn xử lý bề mặt thì sẽ là gì được con? Là mạ kẽm, đúng không? Rồi, phần cuối cùng là tổng hợp. Thì nhìn vào đây mình sẽ thấy là theo tụi con cái phần cái chi tiết côn có ren của mình nó sẽ có hình dạng gì. Ở đây mình sẽ thấy là đây ha, nếu cả nó là cái tròn nè, đúng không? Vậy đây sẽ là hình nón cục, đúng không? Và công dụng của nó, và ngoài hình nón cục này ra mình thấy là đây nè, nó biểu diễn cái phần này nè là phần ren, đúng không? Mà nó nằm ở mình thấy nó có mặt cắt, vậy chắc chắn là ren này sẽ nằm ở bên trong, đúng không? Và cụ thể là nằm ở chính giữa của cái côn. Và công dụng của nó là dùng để làm gì được con? Dùng để lắp các trục cọc lái của chiếc xe đạp, đúng không? Nghĩa là ở mỗi từng cái chi tiết nhỏ lẻ của xe đạp á, để nối lại với nhau thì mình phải dùng cái côn có ren này. Thì đó là toàn bộ cái nội dung mà mình đã đọc được từ cái bản vẽ côn có ren. Đó. Bây giờ mình sẽ đi qua phần thực hành.
Cách thực hành ngày hôm nay là mình sẽ đi đọc một cái bản vẽ chi tiết như bên phía bên trái mà tụi con đang quan sát đúng không? Và trình tự đọc cũng như cái thứ tự mà cô đã nêu ra ở bên hình bên tay tay phải đúng không? Và tụi con sẽ có 3 phút để làm cái bài tập thực hành này nha. 3 phút bắt đầu. Tụi con làm nha, làm tại vì phần này sau này kiểm tra tụi con cũng sẽ gặp á, cho nên tập làm cho nó quen. Và tụi con còn 2 phút nữa nha. Rồi, bây giờ mình cô sẽ đưa cái phần đáp án và thử có trùng hợp với đáp án của tụi con hay không. Rồi, thì mình cũng sẽ đọc lần lượt theo trình tự là khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và phần tổng hợp. Và đây là kết quả của cô. Chi tiết của mình sẽ có tên gọi là côn trục trước xe đạp vật liệu bằng thép, tỷ lệ là 1:2. Và hai cái hình chiếu được biểu diễn đó là hình chiếu cạnh và hình chiếu đứng, trong đó hình cắt sẽ nằm ở vị trí của hình chiếu đứng. Mà phần kích thước thì mình thấy là nó sẽ có kích thước đường kính lớn và chiều dài đúng không? Và ren của mình sẽ là ren 2 mét, có đường kính là 8, bức ren là 1 đúng không? Và ngoài ra mình thấy là cái phần vát nghiêng của mình nó sẽ có độ nghiêng là 45 độ, rộng 1 mm. Về kích thước của bộ phận thì mình thấy là đối bộ phận này nó có hai phần, cái phần nó có biểu quát ở phần hai bên đúng không, và nó lượn tròn ở phần lượn tròn ở dưới. Về gia công, về yêu cầu kỹ thuật thì gia công sẽ là tô cứng và nhuộm đen đúng không. Về tổng hợp thì mình thấy là cái chi tiết của mình nó sẽ có dạng hình tròn xoay đúng không, và nó có phần lỗ ở phía bên trong. Và cái người ta sẽ sử dụng cái côn này, người ta sẽ sử dụng cái côn này để lắp các trục của ổ trục ha, của các ổ trục của bánh bánh xe á, để cho cái bánh xe của mình nó sẽ quay dễ dàng hơn. Thì đó là kết quả của cái bản vẽ thực hành mà cô đã nêu ra cho tụi con. Thì sau khi xem video này xong thì tụi con có thể đọc lại file tài liệu và kiểm tra và làm cái phần kiểm tra để củng cố lại kiến thức mình vừa mới học. Được không? Được không? Rồi, nếu không có gì nữa thì chào tạm biệt tụi con. Mình sẽ gặp lại ở tiết học tiếp theo. Bye bye.